đây là bến phà Thuận Giang cô chú anh chị. Đây là cô chú anh chị, nếu như qua bến phà Thuận Giang lên đầu bến phà Thuận Giang khoảng 20m là phía bên tay phải có cái đường hẻm đi vào phủ thờ ông Ba Nguyễn Văn Thới đó cô chú anh chị. Đây là đoạn đường đi vô hai bên đường có tổ từ thiện hai chiều đãi cơm cháo bún bánh tầm, địa chỉ ấp Hòa Lộc, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cô chú anh chị. Đây là điểm cấp phát từ thiện của ông hai chiều cô chú anh chị. Kính thưa cô chú anh chị, thì đây là trước màn hình cô chú anh chị, đây là trước cổng ông Ba Nguyễn Văn Thới. Trước cổng đi vào thì hôm nay thì bà con đến rất là đông ngay cô chú anh chị. Năm nay bà con ổn định đi mộ ba. Mát lạnh tỉnh người, đưa em khuyến mại nụ cười bản kem. Kem cây, kem cuộn Thái Lan đặc biệt thơm ngon, tinh khiết. Được làm từ trái cây tươi, hợp vệ sinh an toàn thực phẩm. Càng ăn càng duyên, càng ăn càng ngon, ngon duyên. We'll be right back.
con.